Cô ơi là cô, con đi với cô từ sáng tới giờ mà cô vẫn chưa có tiền nhận hàng. Cô muốn bầm hàng đúng không? Trời thì nắng chang chang vậy nè mà cô vẫn giao hàng đúng hẹn, đúng giờ cho cô. Cô sống vậy không sợ nghiệp hả cô? Nhìn cái mặt á mà biết không có tiền rồi. Đồ có thứ hãm tài. Ê Lệ, mày không cho tao mượn thôi, mày làm gì mày chửi là xối xả vậy trời? Ủa, tao đâu có phải hả? Không tiền á thì đừng có đặt hàng người ta. Đặt hàng người ta giao mà không nhận là sao? Sống á là ơn để chút xíu đất này đi nha. Nè, tao ở có đất hay không có đất thì kệ cha tao. Tao nói thẳng á, tiền á thì tao bao la nha, nhưng tại tao không muốn đặt, tao không muốn lấy á. Thấy chưa? Nè,